Ok, cái hoạt động đấy thì cứ vài buổi thì mình sẽ chơi một lần nhá. Thì con đợi có một tí nào. Có phải là bây giờ con muốn làm Kahoot không? Con muốn làm cái bài hôm trước đúng không? Ok, just wait, con đợi có một tí nhá. Cô ơi, đây là cái nhà kho của con. Nhà kho à? Ở trong nhà kho thì nó ở dưới nhưng mà là mạng này mạnh hơn bình thường là con. Không, đây là hình nền, nó chưa À, phát ra, nó đang ở that's trên just phòng the tắm của background. bà. Okay, Cô, để con I tắt hình just nền cô meet xem. Đây. a mystery. Okay, that is your room. Is that right? Phòng ông bà là Okay. grandparents Okay, that is your grandparents' room. Where is your grandparent? Where are your grandparents? Where are they? my grandma go to bà vàng go with me. Grandpa if we're going to work. Oh, your grandpa goes to work at night? Okay. Thằng Minh nhà con bây giờ đi khóa tu bỏ hè nên nó bà đi cùng nó, bố đi Oh, vào đây cùng okay. sau đó bố về. So, Ming is your younger brother. Ming is your younger brother. Ming có phải là em trai của con không? Hay là em gái? Younger brother or Trai youngest? Your con younger brother. là cô không hiểu à. I know, tức con đang bảo là em con đi khóa tu mùa hè đúng không? So, how long will he stay there? How long will he stay there? In the Có là pagoda? 4 days. in 30. So, can you tell me the name of that pagoda? Ba vàng. Cái gì? Cái gì con? Ba vàng á? Okay. Ba vàng ở quán nít cô. Cô đi chưa? Is that pagoda far from your home? Is that pagoda far from your home? Cái chùa cái Okay, so have you ever been to that pagoda? Ma Vàng pagoda. Yes, sir. Yes. So can you describe that pagoda for me because I haven't gone there. I don't know. You don't Con đang know? chạy lên thì rồi. Okay, so is that pagoda Con đi khóa tu mùa huge? hè lâu rồi nên con không biết. Quên mất rồi. Okay, that's fine. Okay, so now, who is living with you? Like, you're only your mother and your father? Yes, em brother and sister. One brother, one sister. Yeah, younger. Oh, so you have a brother and a sister? Two brother and two sister. One sister. They are younger than me. Okay, so you're the oldest child in your house. Đúng không? Con là người lớn, đứa con lớn tuổi lớn nhất ở trong nhà đúng không? So you have two siblings, a sister and a brother? No, two Nope. brother, but You have two mình đi. brother. Con nhớ khi mà mình phát âm cái chữ ở trong tiếng Anh. Ôi trời, Tuấn Anh ở đây rồi à? Can you hear me? Tuấn Anh. Yes.
Ok. Hoàng Anh nhá, khi mà mình phát âm cái chữ ở trong tiếng Anh thì nó hoàn toàn khác với tiếng Việt nhá, bởi vì nãy giờ cô nghe con bảo là Tú, nghe cô Tu, nghe cô tưởng con bảo là đó là một cái tên, I thought that was a name. Đấy, con phải phát âm là two, two nhá, thì nó mới là hai, ok, two brothers. Can you hear me? Tuấn Anh, is your internet fine? Dạ. Cô một tí nhá. Bây giờ thì mình sẽ nope. Chắc là mình sẽ luyện tập lại về cái object pronoun. Thì Tuấn Anh nào, Tuấn Anh. Can you tell me what is object pronoun? Gì nhỉ? Object pronoun là gì? Hôm trước mình đã học là gì? Nói không biết cách nêu ra như cái gì. Thế nào nhỉ? Cô không hiểu là con đang muốn biểu đạt cái gì với cô. Thì con có nhớ nghĩa tiếng Việt của object pronoun là gì không? Là gì không? Là gì nhỉ? Cô không nghe rõ Tuấn Anh đang nói gì. Hoàng Anh, can you hear him clearly? Con có nghe rõ bạn nói gì không? No. No. Tuấn Anh, can you change your Wi-Fi? Can you change your internet? No, no Wi-Fi. Dạ mạng con hơi bị lag ấy cô. Vừa xong con. Ok. Một tí nào. Thế thì Hoàng Anh nào, can you tell me what is object pronoun? Hoàng Anh, object pronoun là gì? What about? Con có thể nói, you can tell me in Vietnamese, that's right. Là gì nhỉ? You don't know? Tiếng Việt của object pronoun là gì? Con biết rồi, chưa ạ? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì nhỉ? Con không biết. You don't know? Thế thì subject pronoun là gì nhỉ? Subject là gì? Cô thường bảo subject là cái gì? Chủ ngữ. Subject là chủ ngữ. Còn là subject pronoun hay gọi nó là đại từ nhân xưng, tức là I, you, we, they, he, she, it, đúng không? Vậy thì object đó là tân ngữ. Tân ngữ là những cái danh từ mà nó ở đằng sau cái động từ, tức là nó chịu cái tác động của động từ đấy lên nó. Ngo, ví dụ cô bảo là I paint the house. Vậy thì I là chủ ngữ, còn the house là tân ngữ, đúng không? À, vậy thì tân ngữ mà nó, tức là nó được dùng từ chủ ngữ, mình gọi nó là đại từ nhân xưng tân ngữ. Tức là cái chủ ngữ đấy, nó nằm ở cái vị trí của tân ngữ và nó làm cái chức năng của tân ngữ. Đấy, thì mình phải tìm một cái từ để thay thế cho cái đại từ nhân xưng ở phía trước, hoặc là một cái danh từ ở phía trước, đúng không? Đổi nó thành cái object pronoun và dùng nó như là một cái tân ngữ trong câu. Ví dụ cô bảo là there are strawberries in the fridge. Đó, cô bảo là có dâu trong lạnh đúng không? You have to chop them and put them into the blender. Đó, thì con phải cắt chúng và bỏ vào cái máy xay đấy. Vậy thì cái chữ them ở đây nó là cái đại từ nhân xưng tân ngữ, tức là nó thay thế cho cái chữ strawberries ở phía trước, đúng không? Và bởi vì là strawberries, nếu như nó là chủ ngữ, nó là đại từ nhân xưng, đúng không? Nó là chủ ngữ thì nó sẽ là they. Đấy, vậy thì cái đại từ nhân xưng tân ngữ của strawberries sẽ là them. Yeah. Nhưng mà ở câu đằng sau mình phải dùng đại từ nhân xưng tân ngữ bởi vì nó nằm ở cái vị trí của tân ngữ, đúng không? Này, you can chop
Đấy, vậy thì là cái vị trí của nó nằm sau động từ, nó chịu ảnh hưởng của cái động từ đấy, tức là bị thái ra, bị chặt ra đúng không? Đấy, rồi put them in the blender. Đấy, put, đưa, đổ vào. Đấy, thì nó cũng đứng sau chủ ngữ và chịu cái tác động của chủ ngữ đấy, thì mình gọi nó là đại từ nhân xưng thân ngữ, tức là nó là những cái thân ngữ là rút ra được từ cái đại từ nhân xưng. Yeah. Ví dụ như đây này, ví dụ như I thì đại từ thân ngữ của nó là me, you thì là you, he thì là him, she thì là her, it là it, we thì là us, they là them, vân vân, đúng không? Cũng không, không phải vân vân, chỉ có vài từ thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi một cái 1 đến 2 trò. 1 đến 2 là cái game về Kahoot, cái Kahoot ý, để mình hiểu rõ hơn về cái nội dung hôm trước nhá. Thì bấm nút và enjoy, con bảo luôn. Ok, thì cô nói một tí là mấy hôm trước thì cô đã bảo là cô sẽ gửi cái phần bài lên cho các con đúng không? Nhưng mà khi cô gửi thì nó tức là nó không load được, nhưng mà cô lại lỡ tắt nên là nó không lên. Nên là bây lát nữa cô sẽ gửi bù mấy cái nội dung hôm trước thì các con về nhà mình ghi vào vở cho cô nhá. Hoặc là nếu như mà lần sau con không thấy cái nội dung của cô gửi thì các con nhắn cho thầy Giang nhá, con nhờ bố mẹ nhắn cho thầy Giang bảo là chưa thấy cái nội dung của cô gửi nhá, bởi vì hôm trước cô không để ý nên là cả hai buổi hôm trước thì cái nội dung đấy đều chưa đến được nhá. Nên là nếu như mà lần sau có những cái trường hợp như thế, tương tự như thế xảy ra, con không thấy cái nội dung bài học được gửi ấy, thì các con chú ý mình lên cái thế nào nhỉ, mình một là mình xem lại cái video để mình xem thử là cần ghi lại những gì, mà hai thì các con chủ động nhắn cho thầy Giang để nói với thầy Giang là chưa thấy nội dung nhá, bởi vì cô vì là cô cũng không biết ý ấy, nên là lát nữa cô sẽ gửi các. Today, why are you laughing? Because you're using same filter as me, so I can only see your eyes and your mouth, and I can see that you're laughing over there. Cường Why? Cô ơi, bạn cường kiểu cũng khóa tay như cô ấy, nhưng bạn làm khăn sắc màu. Oh, I don't know how can he has so much colors, so many colors, and bạn, now he's a mango. Bạn quạt bài rồi, cô ạ. Okay, that's why. Bảo An nào. Okay, pay attention to the class. Yeah. Do not pay attention to your friend's filter. Bảo An, can you hear me? Bảo An, can you hear me? Dạ, con đây. Okay. Lần tới thì Bảo An và Tuấn Anh vào lớp đúng giờ cho cô nhé. Bởi vì là cô chỉ toàn là bạn Hoàng Anh vào đúng giờ thôi. Dạ, hôm nay mạng con bị không kết nối được đấy ạ. Ok, that's fine. Mai con bảo là mà nó lag quá nên là con lại phải thử lại mãi vào được. Ok, can you all see my screen? Có thấy màn hình của cô chưa? Rồi. Cô ạ. Pin là gì cô? Con đợi một tí nhé, nó đang chạy. Đây. Cô sẽ gửi cái link này vào phần chat box. Thì bây giờ bạn nào mà không dùng được cái mã pin thì các con vào từ cái link này nhé. Cái mạng của cô bên này hôm nay nó cũng đang rất là yếu và lag, thì cô không biết vì sao. Nên là các con nếu như mà con thấy không nghe thì cô nói gì, hoặc là thấy mạng của cô lag khó nghe, thì các con mở mic lên nói cho cô nhá. Hình như thì các con ở đâu nó bị trục trặc thì cô bạn thấy chuyện như Facebook người ta đăng thế. Bạn nào đang nói nhỉ? Nay con bảo ạ. À, Bảo An đúng không? Bảo An bảo sao Bảo An? Con bảo cái gì mà mạng trục trặc nhỉ? Bảo An vừa bảo cái gì nhỉ? Bởi vì là cô lúc nãy tiếng to nên cô không nghe. À thôi. Ok. Có vấn đề gì các con nói với cô nhá. Hoàng Anh. Đâu rồi nhỉ? Cô. Cái để đăng ký Kahoot này hơi lâu một tí. Ơ con. Thế á, con đợi một tí, lúc nãy cô vào thì cũng thấy là nó hơi vào hơi lâu, nên là mình sẽ đợi bạn Hoàng Anh một tí nhá.
Hoàng Anh ơi, con có vào được không? Nếu như mà con cái đấy nó lát lâu quá thì con... Hay là con vào sao vào đi vậy? đúng rồi. Con có thể đổi cái trình duyệt để mình vào, hoặc là con nếu như cái trang đấy chưa lát được thì con sang một trang khác, con dùng lại đúng cái link đấy. Bảo An à? Sao Bảo An lại vào hai lần? Hoàng Anh đã vào được chưa nhỉ? Để con thử lại xem sao. Okay, now we start. I love country music, it makes me happy. Đúng không? Country music nó là một cái thể loại âm nhạc, vậy thì mình phải dùng it là nó để thay thế cho country music, đúng không? Vậy thì ở đây mình phải dùng object pronoun là it. Ra thì đây nó cũng không phải là object pronoun mà mình đang thay tìm cách để thay thế cái country music này bằng một cái đại từ nhân xưng, đúng không? Thì mình dùng là it.
Hamsters are so fluffy. Hamsters. Hamsters là những con chuột hamster đúng không? Vậy thì cái đại từ nhân xưng để thay thế cho hamsters phải là dây đúng không? My uncle, uncle vậy thì cái đại từ nhân xưng thay thế cho uncle phải là he đúng không? Nếu mà aunt thì là she. Đó. Harry, ở đây cái tức là cái vị trí mình cần fill vào đây nó nằm sau cái động từ đúng không? Vậy thì nó không thể nào là chủ ngữ, bởi vì chủ ngữ thì nó không nằm sau động từ được, mà chỉ có tân ngữ thì nó mới nằm sau động từ được thôi, đúng không? À vậy thì ở đây giữa we, they, he, him thì chỉ có him là tân ngữ thôi, nó là đại từ nhân xưng tân ngữ đúng không? Và nó cũng là tân ngữ duy nhất trong đống này, nên là chỉ có cái này là nó đúng, bởi vì là chỉ có cái chữ này nó mới nằm được cái vị trí đấy nhá. Còn we, they, he thì nó chỉ có thể làm chủ ngữ thôi. À, các bạn đều hầu như là đều đã hiểu bài rồi đúng không? À, bây giờ các con có muốn chơi thêm một cái quiz về object pronoun nữa không? Hay là mình tiếp tục bài mới? Thế bây giờ mình sẽ thực hành một cái về object pronoun đấy nhá. Con rất giỏi cái này.
Thế nên là con thích chơi đúng không? Yes. Có luyện giáo hàng ngày mà. Con luyện như thế nào? Con you practice by yourself. Đấy cũng là một cách để vừa học vừa chơi đúng không? Vừa học vừa chơi thì mình vừa được giải trí mà mình lại vừa có kiến thức đúng không? That is a good way to learn. Nó cách hay để mình học đúng không? Bây giờ I will send you all the link in the chat box. Okay, you can use either the link or the game key to join the game. Với cô gửi link giúp bọn con nhé. Cô đã gửi link vào phần chat rồi nhá. Cô, như cô chưa gửi cô ạ. Thế á, thì bây giờ cô sẽ gửi lại nhá. Ôi, con đã thấy chưa? Các con đã thấy cái màn hình của cô chưa? Ôi, cô gửi cho con cái link đấy ạ. Ừ, cô đã gửi con cái link rồi. Các bạn khác đã thấy cái link cô gửi chưa? Chưa. Bảo An và Hoàng Anh đã thấy cô gửi cái link chứ nhỉ? Con không cần link. Con ừ, nhưng mà con đã thấy cô gửi chưa? Con đã thấy cô gửi chưa? Con không có phát con. Thế á? Bảo An ơi, con đã thấy cái link cô gửi chưa? À... cái phần chat này của cô nó cứ có vấn đề đấy các con, nó cứ không đến được ý, cô không hiểu vì sao. Nếu như mà lần cô gửi lại lần này, để cô gửi lại nhá, nếu như mà lần này các con vẫn ngăn qua kết thúc bài học mà không thấy cô gửi cái bài học của mình ấy, thì các con nhớ một lần con nhắn thẳng vào nhóm nhá, và hai con nhắn thầy ra cho cô bảo là Hoàng Anh ơi, nãy các cô và các bạn đã đợi con rất là lâu để con vào nhá. Thì bây giờ mình đợi bạn một tí nhá. À, Tuấn Anh ơi, nếu như mà con không thấy con cái vào được. Con vào được rồi đúng không? Ok. Thôi, cô cứ cho các bạn chơi đi ạ. Con cứ vào đi. Không vào được cô ạ. Không vào được luôn à? Vậy thì Tuấn Anh làm thủ công cho cô nhá. Lát nữa cô sẽ hỏi xem được Tuấn Anh làm được bao nhiêu câu, ok? Ok, now we start. That actor was so funny. Not you. Sharks are lost in the ocean. They are dead. It's a message from the mom. Please, eat it now. It means about me. Yeah. You and I are friends.
friend, you're from Scotland. Câu này chưa bạn nào làm à? Hết giờ nhanh quá hả? Chưa kịp làm rồi. Ừ, cái này nó xét thời gian hơi nhanh nhá. Ở ôi, đây bài này làm nhanh quá. Chưa xong thời gian suy nghĩ. Ok. Thực ra thì cái này là nó có sẵn. Nên là bởi vì là cô không plan để dạy các con cái này hôm nay nhá. Nên là nó cô còn chưa sửa cái thời gian. Nên là con chịu khó một tí nhá. Jane is a good friend. You can call her. Ở đây gì nhỉ? Đầu tiên ở đây sau cái động từ thì mình không thể dùng chủ ngữ được mà mình chỉ có thể dùng tân ngữ, đúng không? Đấy, và ở trong bốn cái đáp án này thì chỉ có her hoặc là it là tân ngữ. Nhưng mà ở phía trước thì là mình thay thế cho Jane, đúng không? Là một người nên là mình phải dùng là her là một cô gái, đúng không? Còn it thì thường là nó thay thế cho đồ vật hoặc là một cái danh từ gì đấy nhá. We are lost. Can you tell us? Đúng không? Đầu tiên ở đây nó nằm sau chủ ngữ nên là mình sẽ bỏ cái đáp án we đi. À, nó nằm sau động từ nên là mình sẽ không dùng chủ ngữ là we, đúng không? Thì chỉ còn us, it và me. Ở đây we are lost. Chúng tôi bị lạc, đúng không? Bạn có thể nói cho chúng tôi cái đường quay về khách sạn không? Vậy thì đáp án ở đây phải là tell us. Nói cho chúng tôi, đúng không? Bởi vì nếu như nói cho tôi thì cũng không đúng. Bởi vì phía trước nó bảo là chúng tôi đang lạc mà, đúng không? Bị lạc mà. Còn it thì nó thay thế, nó không thay thế cho we. Nên là ở đây mình phải dùng us là cái đại từ nhân xưng tân ngữ ở trong câu này nhá. Ở đây thì không cần suy nghĩ đến cái gì khác mà mình chỉ cần suy nghĩ là đây là nó là vị trí tân ngữ nên là mình không thể bỏ chủ ngữ they, she hay là he vào, đúng không? À vậy thì ở đây có you là nó có thể làm chủ ngữ hoặc là tân ngữ đều được. Nên là mình sẽ chọn you ở đáp án này nhá. Sao chỉ còn một bạn làm nữa nhỉ? Không bị lag là out luôn. Ok, that's fine. Bị out từ câu đấy đúng không? Hoàng Anh chỉ có mỗi một câu đấy là chưa kịp làm thôi đúng không? Ok, good job. Đấy, thì các con cũng đã hiểu bài rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái nội dung của ngày hôm nay nhá. Windows. Can you all see my screen? Các con đã thấy màn hình của cô chưa? Các con đã thấy màn hình của cô chưa nhỉ? Rồi ạ. Cô lúc xong chơi cao hút, người ta phải bắt chơi lại các câu sai. Ok, nhưng mà lỗi sai của con thì cô đã chữa ngay khi mà mình làm xong câu đấy rồi nhá. Nên là nếu như mà con muốn thì hôm sau mình sẽ chơi một lượt luôn, sau đó mình sẽ chữa lại sau cũng được, ok? Ôi, cái cao hút này nó chả hiểu ý nghĩa của nó luôn. Lúc sau khi chơi xong, những cái câu sai người ta bắt chơi lại. Yeah, that is how you can remember. Ok.
Thì bây giờ hôm nay mình sẽ học grammar 2. Hôm nay mình sẽ học relative pronouns, tức là đại từ quan hệ nhá, đại từ quan hệ. Thì ở trong câu, các con phải hiểu là ở trong một câu thì nó sẽ chỉ có một cụm chủ vị chính, tức là sẽ chỉ có một cái chủ ngữ, một cái chủ ngữ hoặc là một và một cái vị ngữ chính, đúng không? À, vậy thì nếu như mà trong câu đấy mình muốn bổ nghĩa cho một cái danh từ trong cái chủ ngữ đấy, có thể cái danh từ đấy nó có thể là ở vị ngữ cũng được này, hoặc là ở chủ ngữ, nhưng mà thường nó sẽ ở chủ ngữ nhá. Đấy, thì bằng cách nào để mình có thể bổ ngữ được cho câu đấy? Bởi vì là con phải hiểu là ở trong một câu ấy thì người ta sẽ chỉ cho mình dùng, sẽ chỉ cho mình sẽ chỉ có thể có một cái cụm chủ vị thôi, nên là mình không thể nào mình cứ viết vào đấy rất là nhiều những cái chủ ngữ, vị ngữ được, đúng không? Vậy thì cách để kết nối những cái gọi là kết nối những cái cụm, những cái mệnh đề đấy với nhau nhá. Mệnh đề tức là nó là một câu đấy, mệnh đề là một cái cụm chủ vị có chủ ngữ và vị ngữ thì mình gọi nó là mệnh đề. Đấy, vậy thì cách để mình kết nối những cái mệnh đề đấy là mình dùng relative pronouns. Đấy, là mình sẽ dùng những cái đại từ quan hệ để mình biến một trong những cái mệnh đề đấy thành một cái mệnh đề quan hệ. Đấy, để khiến cho câu đấy, để mình ghép những cái câu đấy vào với nhau, đúng không? Đây thì hôm nay mình sẽ học relative pronoun. Đấy, ví dụ nhá. This is the boy. This is the boy. He didn't put the lid on. Đây là chàng trai, đúng không? Đây là một chàng trai, một cậu bé. Cậu ấy không bỏ cái nắp lên, bỏ cái nắp vào, không bỏ cái nắp vào ấy, đúng không? À, vậy thì ở đây các con thấy là đây là hai câu, đúng không? Câu này, cái chủ ngữ của nó là this và is the boy, đúng không? Đây là một chàng trai này, chủ ngữ he này, và vị ngữ là didn't put the lid on. Đấy, vậy thì mỗi câu thì mình sẽ chỉ có một cái cụm chủ vị chính như thế thôi. Đấy, ví dụ như con cứ viết thẳng vào this is the boy, he didn't put the lid on. À, vậy thì nó không thể nào là một câu được, đúng không? Trong một câu nó không thể có hai cái cùng chủ vị được. Vậy thì bằng cách nào để mình có thể liên kết hai cái câu này lại với nhau, nhưng mà nó vẫn làm đúng cái, nó vẫn đúng với cái ngữ pháp của nó, đúng không? Đấy, vậy thì hôm nay mình sẽ học cái cách để mình nối hai những cái câu này lại với nhau bằng cách dùng những cái đại từ quan hệ. Nhưng mà hôm có rất là nhiều đại từ quan hệ nhá, nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ học hai cái thường dùng nhất là who và which, và sau đó mình sẽ học dần dần bởi vì có rất là nhiều. Đấy, thì người ta sẽ nối bằng cách là this is the boy. Who, who là từ hỏi, thường hỏi là ai đấy, đúng không? Vậy thì ở đây who nó có nghĩa là người, người, đúng không? Đấy, vậy thì đây là chàng trai, người, người làm gì? Người mà didn't put the lid on. Đó, vậy thì ở đây cái chữ who này mình gọi nó là relative pronoun. Đấy chưa? Ở đây cái chữ who này mình gọi nó là relative pronoun, là cái đại từ quan hệ, đúng không? Và cả cái cụm này who didn't put the lid on thì mình gọi nó là cái mệnh đề quan hệ nhá. Hoặc là this is the smoothie. The smoothie. It was in the blender. Đấy, đây cũng tương tự, nó là hai câu, đúng không? Thì mình không thể nào mà mình bỏ cả hai cái câu, hai cái mệnh đề này vào một câu được, đúng không? Bởi vì một là bây giờ mình cần phải nối nó bằng một cái từ nối, hoặc là mình phải liên kết hai cái câu này, đúng không? Đây, ở đây các con nhìn nhá, cái câu này khi mà nối lại rồi thì this này vẫn là chủ ngữ và is the boy who didn't put the lid on là vị ngữ. Cái vế ở sau cái đại từ quan hệ who này là nó, tức là nó đang bổ nghĩa cho cái the boy này. Đây, nó bổ nghĩa. Cái đại từ quan hệ nó nối cái tức là cái mệnh đề quan hệ thì nó bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước nó, chưa? Ví dụ là cô bảo là my name is Ling. À không, không, không cái tên mà that is the woman
Who will be your English teacher? Qua là a, kia là cái người phụ nữ mà người mà sẽ là cô giáo tiếng Anh của các em. Đấy, chưa? Mình bây giờ mình cũng sẽ dùng một cái đại từ quan hệ để mình nối hai cái này lại. Nhưng mà ở đây cái chữ smoothie thì nó khác với boy, đúng không? Boy thì mình có dùng who là ai, đúng không? Who là ai mà, đấy, để bộ nghĩa cho nó. Vậy thì smoothie, smoothie thì mình phải dùng từ gì nhỉ? Mình phải dùng từ which. This is the smoothie. Smoothie which was in the blender. Đấy. Vậy thì ở đây which nó cũng là một cái relative pronoun, nó cũng là một cái đại từ, một cái đại từ quan hệ. Và cái vế mà which was in the blender, nó là một cái mệnh đề quan hệ và nó bổ nghĩa cho cái chữ smoothie. À, tức là hiểu là smoothie. Và cái smoothie này nó được bổ nghĩa là à, nó đang ở trong cái máy xay, đúng không? Tương tự ở trên này nó bổ nghĩa cho boy này là gì? À, là cái người mà không bỏ cái nắp lên, đúng không? Đấy, vậy thì mình hiểu được là mình dùng cái đại từ quan hệ để mình liên kết cái câu lại với nhau, đúng không? Mà vẫn, tức là vẫn giữ được cái, tức là nó bổ nghĩa, cái mệnh đề quan hệ thì nó bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước nó, chưa? Bây giờ mình sẽ đi sâu vào, à, làm cách nào mình có thể dùng được cái đại từ quan hệ, cái đại từ quan hệ này, đúng không? Ở đây nhá, ở đây thì who, ở đây thì cô sẽ suy ra là who, which thì nó sẽ là relative pronoun. Pronoun. Còn cái ví dụ như là à, who didn't put the lid on, hay là which was in the blender. Thì mình gọi nó là relative clauses pronouns, tức là cái này nghĩa là đại từ quan hệ. Đấy. Còn cái này là mệnh đề quan hệ. Yeah. Clause đây. Cái chữ clause này nó có nghĩa là mệnh đề, yeah. Và một cái clause là một cái cụm chủ vị. CV đó, tức là có chủ ngữ và vị ngữ. Đây. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái định nghĩa của mệnh đề quan hệ nhá. Đầu tiên là relative clauses. Đây, cái mệnh đề quan hệ. Đấy, quan hệ. Thì nó bắt đầu bằng cái đại từ quan hệ. Đầu bằng đại từ quan hệ. Như là who này. Đấy, mình vừa học đúng không? Which. Hoặc là that. Hoặc là whose. Hoặc là whom, vân vân. Thì những cái từ này mình các con chưa học đến, đúng không? Đấy, thì hôm nay mình sẽ chỉ học who và which thôi. Nhưng mà đây là đang là cái định nghĩa của nó, vân vân. Hoặc là những cái trạng từ quan hệ, vân vân. Hoặc là trạng từ quan hệ. Quan hệ. Như là where. Hoặc là when, hoặc là why, vân vân, đúng không? Đấy. Và cái mệnh đề quan hệ này, mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Đấy. Vậy thì ở đây các con chú ý đến là hôm nay mình sẽ học cái đại từ quan hệ nhá, như là who hoặc là which. Đấy.
Vậy thì cái những cái đại từ quan hệ mà hôm nay mình sẽ học. Relative pronoun. Đại từ quan hệ. Đấy, ví dụ như là đầu tiên thì sẽ là who. Đấy, who nó, cái cách dùng của nó là nó làm cái chủ từ trong cái mệnh đề quan hệ. Làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ. Tức là ở đây, tức là các con hiểu đây là who nó làm, nó ở cái vị trí của chủ ngữ. Hiểu không? Của, như là chủ ngữ. Như là chủ ngữ. Đấy nhá. Và who thì mình chỉ dùng nó để thay thế, thay thế cho cái danh từ chỉ người. Chỉ người. Ví dụ nhá, cô bảo ví dụ như là à, và cái cấu trúc của nó thì nó sẽ là à, ví dụ là đang trong một câu thế này đúng không, thì người ta nhắc đến một cái danh từ nào đấy và đây là một người. Chưa? Ví dụ là neighbors đúng không, thì là hàng xóm này, hoặc là bảo là woman, hoặc là bảo là people, đấy thì là chỉ người đúng không. Đấy thì sau đó, sau cái danh từ mà chỉ người này thì mình sẽ dùng cái chữ who này, mình sẽ dùng cái đại từ quan hệ who này để mình bổ nghĩa cho cái người ở trước đấy, là nói người đấy như thế nào, hoặc người đấy đang làm gì vân vân đúng không, và mình cộng với một cái động từ hay là gì đấy vân vân. Đấy, cộng với tân ngữ. For example, ví dụ. Ví dụ như cái câu này là the woman who lives next door is. Sao nhỉ? Is a doctor. Ấy thì bảo là à, cái người phụ nữ, cái người mà sống ở bên cạnh nhà là một bác sĩ. Đấy chưa? À vậy thì ở đây cái chủ ngữ chính của câu nó sẽ là the woman. Chưa? Và is a doctor thì nó sẽ là cái vị ngữ chính của câu. Còn cái cụm mà who lives next door này thì nó chỉ là một cái mệnh đề quan hệ chèn vào à, ở sau cái danh từ chỉ người là woman để bổ nghĩa cho là à, cái người này, cái người bảo là à, cái phụ người phụ nãy, phụ nãy phụ nữ này là bác sĩ, thì nó tức là ví dụ mình muốn bổ nghĩa là à, cái người bác sĩ này như thế nào, thì bảo là à, người này sống gần nhà tôi đúng không, người này sống bên cạnh nhà tôi này vân vân. Đấy, vậy thì ở đây chủ ngữ chính trong câu là the woman, và vị ngữ chính thì nó sẽ là is a doctor. Còn who lives next door thì cái mệnh đề quan hệ này, và nó bắt đầu bằng cái đại từ quan hệ who để thay thế cho cái danh từ chỉ người ở phía trước. Nhá. Thì đây cái mệnh đề quan hệ này nó bổ nghĩa cho cái danh, cái người này là woman nhá. Và các con nhớ là ở đây cái who, cái các con phải nhớ cái vấn đề này là who thì nó ở vị trí như là chủ ngữ nhá. Bởi vì hôm hôm sau mình sẽ học cái chữ whom. Ở hôm sau mình sẽ học cái chữ whom, thì cái chữ whom đấy nó là không phải làm chủ từ mà nó sẽ có cái vị trí giống như là cái tân ngữ đấy, nên là bằng cái cách mà con nhớ được cái function, cái chức năng của cái đại từ nào, cái đại từ này nó làm cái vị trí nào trong câu, thì các con có thể phân biệt được nó nhá. Và nhớ là who thì nó thay thế cho, nó làm chủ từ trong cái mệnh đề quan hệ, tức là nó là trong cái mệnh đề quan hệ đấy thì who là chủ ngữ đấy chưa. Trong cái mệnh đề quan hệ này, viết vào cho đủ trong mệnh đề quan hệ. Đây các con thấy không? Chủ ngữ này. Cái này là vị ngữ này. Đấy. Hoặc là ví dụ như cô bảo là Hoàng Anh. Who is my student? Is very clever, là thông minh, đúng không? À, vậy thì ở đây cái chủ ngữ chính là Hoàng Anh và cái vị ngữ chính là is very clever. Còn who is my student thì nó là cái mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng cái đại từ quan hệ là who để bổ nghĩa cho cái danh từ cái người ở phía trước là Hoàng Anh, đúng không? Đấy.
Và who ở đây là nó nằm, nó làm chủ từ trong cái mệnh đề quan hệ. Tức là trong cái mệnh đề quan hệ này nó là cái chủ ngữ, đúng không? Đấy. Rồi bây giờ mình chuyển sang là which. Ai nhá, thì nó sẽ là which. Đấy. Which thì nó làm chủ từ hoặc túc từ. Túc từ tức là những cái từ để bổ túc ấy. Đấy, tức là nó tân ngữ đấy con. Nó giống như cái vị trí tân ngữ ấy. Túc từ trong mệnh đề quan hệ. Đấy, và nó thay thế cho cái danh từ chỉ vật, thấy chưa? Tức là mình dùng, mình học chữ who để thay thế cho danh từ chỉ người, và mình học which để thay thế cho cái danh từ chỉ vật, đúng không? Và cái cấu trúc của nó sẽ là ví dụ như là vân vân này, chủ ngữ, và nó là một cái vật nào đấy, thing, hay mình cộng với which, thì mình cộng với chủ ngữ, cộng với thì ở đây, thì ở đây là which làm chủ từ, tức là which nó cái mang trong cái câu này thì which nó mang cái nghĩa và nó mang cái chức năng như là chủ ngữ, đúng không? Còn ví dụ như là cái cấu trúc là đằng sau một cái danh từ chỉ vật mình cộng với which, nhưng sau đó mình lại cộng với thêm một cái mệnh đề quan hệ nữa, đúng không? Mình cộng với một clause. Đấy. Không phải mệnh đề quan hệ nữa, mà mình cộng thêm một mệnh đề nữa ngay sau which. Thì ở đây which nó làm túc từ. Tức là cái chữ which ở đây nó là tân ngữ trong câu đấy. For example, ví dụ The machine which broke down is working again. Vậy thì ở đây để bổ nghĩa cho cái danh từ chỉ vật là machine ở phía trước thì mình phải dùng cái đại từ quan hệ là which, đúng không? Và which broke down ở đây. Thì ở đây which làm chủ từ nhá. Ở cái câu này thì which làm chủ từ này. Which làm chủ từ trong cái câu này, và nó cái mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng cái đại từ quan hệ which này thì nó bổ nghĩa cho cái chữ the machine, đúng không? Và đây cái chủ ngữ chính của câu sẽ là machine, và cái vị ngữ chính của nó sẽ là is working again. Đấy. Vậy thì các con nhớ là which nó có thể làm cái chủ ngữ trong cái mệnh đề quan hệ, mà nó cũng có thể làm cái tân ngữ ở trong cái mệnh đề quan hệ đấy, chưa? Các con đã hiểu về cái vấn đề này chưa? Các con đã hiểu hai cái đại từ quan hệ who và which này chưa? Đã hiểu chưa Bảo An? Bảo An ơi, do you understand? Cũng hơi hiểu à? Hoàng Anh và Tuấn Anh như thế nào nhỉ? Hoàng Anh? Các con hiểu rồi. Hoàng Anh thì như thế nào? Hoàng Anh? Hoặc là mình sẽ có một cái ví dụ khác, ví dụ như là the dress. Hoàng Anh đã hiểu gì nhỉ? Ví dụ bảo là the dress which I bought yesterday. Yesterday is very beautiful. Hoàng bảo là cái váy mà, cái mà tôi mua hôm qua. Về đây thì các em thấy là which nó làm túc từ, tức là nó làm tân ngữ trong câu đấy. Which nó làm từ
đúng không? Tức là từ bổ nghĩa, nó tân ngữ ở trong cái câu này. The dress, cái mà tôi mua, đúng không? Ở đây các con thấy là sau cái đại từ quan hệ which thì người ta đi với một cái cùng chủ vị, tức là nó đi với cái mệnh đề và có chủ ngữ và vị ngữ, đúng không? Đấy. Thôi, chỉ có cái vấn đề này thôi. Vậy thì các con cứ nhớ cho cô là cái who này, cái chữ, cái đại từ quan hệ who thì nó dùng để thay thế cho cái danh từ chỉ người nhá. Danh từ chỉ người, còn which thì dùng để thay thế cho cái danh từ chỉ vật. Và cái đại từ quan hệ là cái mà mở đầu cái mệnh đề quan hệ, và cái mệnh đề quan hệ là cái câu nó bổ nghĩa cho cái bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước nó. Chưa? Vậy thì vì sao mình phải dùng mệnh đề quan hệ? Là bởi vì là một câu thì nó không thể có hai chủ ngữ, hai vị ngữ, hay là ba chủ ngữ, ba vị ngữ được, đúng không? Đấy, vậy thì cách để mình liên kết là mình dùng cái đại từ quan hệ, hoặc là mình dùng từ nối. Chưa? Cái mệnh đề quan hệ hoặc mình dùng từ nối, vân vân. Thì ở đây mình hôm nay mình sẽ chỉ học hai đại từ quan hệ là who và which. Who thì trong cái mệnh đề quan hệ nó sẽ làm chủ ngữ và nó thay thế cho danh từ chỉ người, còn which ở trong cái mệnh đề quan hệ nó sẽ có thể làm vị trí chủ ngữ hoặc là tân ngữ, và nó có thể thay thế cho cái danh từ chỉ vật. Các con cứ nhớ nôm na như thế. Bị gì? Cái này bị sao nhỉ? Bảo An đã hiểu hơn cho con. Bảo An. Bảo An đã hiểu hơn chưa? Bảo An, con cứ mạnh dạn con nói là con hiểu hay là chưa để cô nhắc lại cho con. Cô giảng lần nữa. Cô sẽ giảng lại một lần nữa nhá. Thì ở đây mình hôm nay mình, cô sẽ nhắc lại hôm nay mình học cái gì. Đầu tiên các con nhớ là hôm nay mình học relative pronoun nhá, là đại từ quan hệ. Cái mệnh đề quan hệ, mệnh đề tức là nó có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ đấy. Thế mệnh đề quan hệ thì nó bắt đầu bằng cái đại từ quan hệ. Như là who hoặc là which, that, whose, vân vân, những cái từ đấy các con chưa học đúng không? Và cái mệnh đề quan hệ thì nó dùng để bổ nghĩa cho cái danh từ đứng trước nó, cái danh từ đứng trước nó nhá. Đấy, và cái đại từ quan hệ trong câu thì hôm nay mình sẽ học hai cái, đầu tiên là who, tức là để nối hai câu nhá. Ví dụ như cô bảo là ví dụ như cái câu này gốc của nó là gì? Hoàng Anh is my student. Đó, he is very clever. Hoàng Anh là học sinh của tôi. Cậu ấy rất là thông minh, đúng không? Vậy thì nếu như mà cô muốn nối hai cái câu này lại với nhau, đúng không? Bởi vì đây đang là hai cái mệnh đề riêng, đúng không? Thì nếu như muốn nối hai cái câu này với nhau thì cô không thể bỏ vào một câu được, đúng không? Bởi vì nó không có cái sự liên kết vào một câu thì nó không thể có hai chủ ngữ, hai vị ngữ được. Đấy, đúng không? Đã bảo là một câu thì nó có một chủ ngữ, một vị ngữ, đúng không? Đấy, thì cách để nối là cô sẽ nối cái, như cái này thế nhỉ? Okay. Is very clever. Is my student. Vậy thì nếu như cô muốn nối hai cái câu này với nhau thì cô phải dùng một cái mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho cái chữ Hoàng Anh này, cái danh từ, cái tên riêng Hoàng Anh này, đúng không? Đấy, vậy thì cái mệnh đề quan hệ này ở đây nó cô phải nối bằng cái chữ who. Bởi vì sao? Bởi vì trong số những cái đại từ quan hệ thì who là cái đại từ quan hệ thay thế cho cái danh từ chỉ người, mà đây Hoàng Anh thì là người, đúng không? Đấy, vậy thì để bổ nghĩa cho cái bạn Hoàng Anh này, và để nối hai câu này lại thì cô phải hiểu là cô phải dùng một cái mệnh đề quan hệ, và cái mệnh đề quan hệ này nó phải bắt đầu bằng một cái đại từ quan hệ thay thế cho cái danh từ chỉ người, tức là who nha. Đấy, và trong cái mệnh đề quan hệ thì
cái mệnh đề quan hệ khi mà trong câu thì nó chỉ là một cái vế phụ thôi nhá, nó chỉ bổ nghĩa cho cái danh từ ở trước nó thôi nhá, chứ nó không phải là vế chính ở trong câu. Chưa? Tức là ví dụ như em bỏ cái cụm đấy vào câu thì nó sẽ khiến cái câu đấy rõ hơn, rõ nghĩa hơn, chứ nó không, tức là ví dụ như em bỏ cái mệnh đề quan hệ đấy đi thì cái câu đấy nó vẫn có nghĩa và nó vẫn đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, chưa? Nó chỉ là một cái vế thêm vào thôi, nó chỉ là một cái mệnh đề thêm vào để bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước đó. Đấy, vậy thì ở đây khi mà cái câu này như thế này thì cô hiểu là à, nếu muốn nối hai câu này thì cô phải dùng một cái, bởi vì hai câu này nó cùng một chủ ngữ này, đúng không? Đấy, vậy thì để nối hai câu này thì cô phải dùng một cái mệnh đề quan hệ và bắt đầu bằng cái đại từ quan hệ là who, bởi vì who là nó thay thế cho cái danh từ chỉ người, đúng không? Đấy, và sau và trong cái mệnh đề quan hệ đấy thì who nó làm luôn cái chủ ngữ, yeah. Tức là who ở đây nó có nghĩa là Hoàng Anh đấy. À, vậy thì Hoàng Anh như thế nào, bổ nghĩa vào, đúng không? Đấy, ví dụ như đây là Hoàng Anh thông minh rồi, vậy thì để ghép cái câu phía sau vào là học sinh của tôi thì cô sẽ bổ nghĩa vào là à, Hoàng Anh người mà là học sinh của tôi, đúng không? Who is my student, yeah. Tương tự như which, which thì nó làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ, tức là sao? Cái mệnh đề quan hệ này thì nó sẽ, tức mệnh đề quan hệ này thì nó đã gọi là một mệnh đề rồi thì nó sẽ có chủ ngữ và vị ngữ, đúng không? À, vậy thì trong cái mệnh đề quan hệ này, nếu which nó có thể làm chủ ngữ trong cái mệnh đề này luôn hoặc là nó sẽ làm tân ngữ cho cái mệnh đề này, tức là nó sẽ mọi thế nào nhỉ, nó sẽ chịu tác động của cái động từ đấy, đúng không? Nó sẽ chịu cái which này, nó sẽ chịu tác động của cái động từ chính ở trong cái mệnh đề quan hệ này, được chưa? Thì nó gọi là tân ngữ, em hiểu chưa? Đấy, và which thì nó chỉ có thể thay thế cho danh từ chỉ vật thôi chứ không thể thay thế cho danh từ chỉ người. Đấy, vậy thì khi mà em gặp một cái câu nào đấy mà em muốn nối cái câu đấy lại với nhau, em muốn ghép hai câu lại thành một ý, thì em phải xem thử là cái mà em muốn bổ nghĩa đây là người hay là vật. Nếu mà người thì mình dùng who, cho nếu mà là vật thì mình dùng which. Đấy, và bởi vì là which nó có thể làm chủ ngữ hoặc là tân ngữ ở trong cái mệnh đề quan hệ đấy, nên là đằng sau which mình có thể cộng luôn với cả chủ ngữ, tức là khi đấy thì nó làm chủ ngữ, đúng không? Thì sau which mình cộng với một động từ. Còn nếu như mà which làm tân ngữ thì sau which mình sẽ cộng thêm một cái mệnh đề đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Chưa? Đây, the machine which broke down is working again. Tức là đây câu này là gì? The machine. Tức là đây, tức là để nối cái việc là cái mệnh đề quan hệ which broke down ở đây là nó bổ nghĩa cho cái danh từ chỉ vật the machine ở phía trước, đúng không? Đấy, và cái mệnh đề quan hệ này nó bắt đầu với cái đại từ quan hệ là which. Và ở đây which nó làm chủ ngữ ở trong cái mệnh đề quan hệ này, chưa? À, bởi vì là cái, tức thế nào nhỉ? Tức là cái, bởi vì là cái machine này trong, nếu như mà nó bỏ cái mệnh đề quan hệ thì nó là cái tân ngữ, tức là machine này nó bị tác động bởi cái động từ ở trong cái mệnh đề quan hệ này, tức là broke down, đúng không? Đấy. Còn ví dụ như là cái câu này là which là tân ngữ ở trong cái mệnh đề quan hệ là the dress which I bought yesterday is very beautiful. Đấy, vậy thì cái chữ which ở đây, cái đại từ quan hệ này nó thay thế cho cái chữ dress, cái mà, tức là cái váy đấy, cái váy mà, cái mà. Đấy, vậy thì cái chữ which này nó thay thế cho cái the dress, yeah. Cái mà I bought. Đấy, vậy thì ở đây nó mang vị, nó ở cái vị trí tân ngữ trong cái mệnh đề quan hệ này, bởi vì cái váy ấy, tức là cái chữ which này nó chịu tác động của cái việc là bị mua. Cái váy này bị tác động là bị mua bởi tôi, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây nó làm cái vị trí là tân ngữ. Đấy, thì Bảo An đã hiểu hơn cho con. Bởi vì là bây giờ mình cũng không có nhiều thời gian nữa. À, nên là bây giờ mình sẽ làm cái bài tập để mình hiểu hơn nhé Bảo An. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ đọc và vòng xem thì mình sẽ dùng who hay là which để bắt đầu cho cái mệnh đề quan hệ ở trong các cái câu này nhé. For example, number one, this is the teacher who teaches primary four. Yeah. Đây là cái cô giáo, cái người mà dạy primary four, đúng không? Lớp đấy đấy, hoặc là môn đấy vân vân.
thì ở đây bởi vì cái danh từ phía trước là teacher nên là cái đại từ quan hệ ở trong cái mệnh đề quan hệ này phải là who, đúng không? Bởi vì thay thế cho người mà. Đấy. Okay. Number two, Hoàng Anh, can you help me? Hoàng Anh anh như rẻ. Tuấn Anh đúng không? Tuấn Anh, can you hear me? Yes, I'm here. Hoàng Anh là number two. These are the shoes which got wet in the rain. Vì sao đấy con biết là mình phải dùng cái đại từ quan hệ là which mà không phải là who? Nó là đồ vật. Ừ, đúng rồi, bởi vì ở đây cái chữ which này nó thay thế cho cái đồ vật là shoes ở phía trước, đúng không? À, vậy thì Hoàng Anh cũng hỏi thêm nào, ở trong cái mệnh đề quan hệ này thì cái đại từ quan hệ which nó làm vị trí là chủ ngữ hay là tân ngữ? Theo con là này. Tân ngữ. Đúng không? Có đúng không? Nếu như which là tân ngữ thì đằng sau which nó phải là một cái mệnh đề, tức là nó phải là một cái câu luôn, một câu hoàn chỉnh là có chủ ngữ, vị ngữ. Nhưng mà ở đằng sau which thì con thấy nó là một cái mệnh đề hay là một cái động từ? Động từ. Ừ, đúng rồi. Vậy thì nếu như sau cái đại từ quan hệ nó là cái động từ luôn thì cái đại từ quan hệ đấy nó làm vị trí chủ ngữ trong câu nhá. Anh hiểu chưa? Ừ, ok, number 3, Tuấn Anh nào. Con ơi, cô, this is the cup which broke. Ừ, đúng rồi, vì sao ở đây mình lại dùng which chứ không phải là who? Cup. Cup là một cái đồ vật, đúng không? À, vậy thì để bổ nghĩa, thay thế cái đồ vật này thì mình dùng which. À, vậy thì ở trong cái mệnh đề quan hệ này thì which làm chủ từ hay là tốt từ con? Đằng sau là chủ từ, đúng không? Bởi vì đằng sau cái đại từ quan hệ này nó là một cái động từ. Được chưa? Number 4. Bảo An là number 4. À, vì sao con lại biết ở đây mình sẽ dùng cái đại từ quan hệ là who nhỉ? Vì sao nhỉ? Con. Bảo An ơi, cô không nghe con nói gì hết. Đi cô. Cô không nghe Bảo An nói gì hết. Bảo An, can you hear me? Con là who. Who đúng không? Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì cái danh từ trước who là người hay là vật con? Là người. Đúng rồi, là người thì mình dùng who, đúng không? Đấy. Vậy thì who ở đây nó làm vị trí là chủ từ hay là tục từ? À. Nó là chủ ngữ trong cái mệnh đề quan hệ hay là tân ngữ trong cái mệnh đề quan hệ này? À, là tân ngữ. Ừ, có đúng không? À. Đúng không nhỉ? Cô nhắc lại nhá. Who chỉ có một vị trí thôi. Who thì nó chỉ có thể làm cái chủ ngữ ở trong cái mệnh đề quan hệ thôi. Bảo An nhớ chứ nhỉ? À. Ừ, con phải nhớ là cái đại từ quan hệ nào thì nó có thể ở cái vị trí nào nhá. Đấy, còn which thì nó có thể làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ mà cũng có thể làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ nhá. À, vậy thì học cái đấy để làm gì? Để con biết là đằng sau who nó không thể cộng được thêm một cái chủ ngữ nữa mà nó phải cộng với một động từ, được chưa? Còn sau which thì nó có hai trường hợp là nó có thể cộng với luôn với động từ hoặc là sau which nó có thể cộng với một mệnh đề mới, được chưa? Now number five Hoàng Anh nào. This is a bus which takes us to school. Bởi vì ở đây which thay thế cho bus, đúng không? Vậy thì ở đây which nó làm vị trí gì trong câu, Hoàng Anh? Nó là tục từ hay là chủ từ? Ừ, nó là chủ
ngữ trong cái mệnh đề quan hệ này đúng không? Good. Number 6, Tuấn Anh nó. Who ạ? Doctor ạ? Ừ, đúng rồi. Và đây who nó làm gì nhỉ? Nó làm vị trí gì ở trong cái mệnh đề quan hệ? Chủ từ. Đúng rồi, chủ từ đúng không? Hoặc là chủ ngữ cũng được. Okay? Cho dễ hiểu. Đấy. Vậy thì bây giờ các cô sẽ cho các con 5 phút nhá. 5 minutes. Các con sẽ viết những cái câu này vào vở các con núi. Hai cái câu trong, tức là ở mỗi cái câu hỏi, ở mỗi cái câu ý, thì các con phải nối hai cái vế này lại với nhau bằng cách dùng cái đại từ quan hệ who hoặc là which, được chưa? Tức là các con chỉ lấy, nếu như các con nối lại thì các con dùng là, các con biết được là mình dùng cái đại từ quan hệ nào, who hay which, sau đó thì cái vế ở đằng sau các con bỏ đi cái chủ ngữ đấy, bởi vì các con đã nối bằng một cái đại từ quan hệ rồi là được. Đúng không? Ví dụ như là Joe is the girl, she won the competition. À, vậy thì cô gái thì mình sẽ biết được là mình dùng đại từ quan hệ là who. Đúng không? Vậy thì cô gái này mình đã thay thế cho cái chữ she này rồi. Vậy thì mình sẽ gạch she và đổi thành là Joe is the girl who won the competition. Đấy. Đấy. Vậy thì bây giờ trong vòng 5 phút thì các con hoàn thành 4 câu còn lại nhá. Bây giờ các con hoàn thành 4 cái câu còn lại vào vở cho cô. Sau đó thì cô sẽ gọi bất ngờ, gọi ngẫu nhiên bạn nào đấy làm từng câu nhá. Các con đã hiểu yêu cầu cô chưa nhỉ? Hiểu yêu cầu cô chưa? Hoàng Anh, Bảo An. Hiểu yêu cầu cô chưa? Cái mạng của con hôm nay hơi kém đúng không? Ừ, bây giờ các con làm cho cô nhá. Hoàng Anh đợi các bạn một tí nữa nhé.
Okay. Have you all finished? Các em làm xong chưa? Tuấn Anh. Xong Tuấn rồi. Anh. Ừ, Bảo An thì sao nhỉ? Bảo An, have you finished? Vâng. Ừ, okay, good. Now number two, Tuấn Anh nào. Number two, this is a pen which was lost. Ở đây cái chữ pen là một cái đồ vật đúng không? Nên là mình dùng cái đại từ quan hệ which để thay thế. Đấy, thì tức là mình chỉ cần bỏ cái chủ ngữ đi để thay, bởi vì mình đã có which để thay thế cho chủ ngữ rồi mà đúng không? Đấy, so number three, Bảo An nào. T-shirt too small. Đúng rồi, this is the t-shirt which is too small. Tương tự không? T-shirt thì nó là một đồ vật nên là mình dùng đại từ nhân xưng, không đại từ quan hệ which để thay thế cho cái chủ ngữ là is này. Number four, Hoàng Anh. Hoàng Anh ai dễ? Hoàng Anh có đang nghe cô nói gì không? Sammy à? Hoàng Anh number four. This is a boy who bought the biscuits. Ở đây boy là một danh từ chỉ người nên mình dùng đại từ quan hệ là who. Thế và bởi vì nó đã thay thế cho chủ ngữ rồi nên là mình bỏ cái chủ ngữ ở câu sau đúng không? Ok, now number 5, Bảo An nào. He is my uncle who live in the USA. Good, ở đây uncle là một danh từ chỉ người đúng không? Nên là mình dùng cái đại từ quan hệ who để thay thế, và bởi vì là nó đã thay thế cho chủ ngữ rồi nên là ở câu sau mình sẽ gạch bỏ cái chủ ngữ đi đúng không? Đấy, rất là tốt. Đấy. Đây, bây giờ các con sẽ bỏ, tức là các con sẽ bỏ những cái mệnh đề quan hệ mà người ta cho sẵn ở trong cái câu này vào trong cái phần bài người ta cho sẵn này để bổ nghĩa cho cái từ ở trong bổ ngữ cho cái danh từ ngay trước đấy đúng không? Ví dụ như là my friend has a new baby sister. Đấy thì bổ nghĩa là I'm my friend, cái người mà sống bên cạnh nhà, who lives next door has a new baby sister đúng không? Okay, number two, Hoàng Anh, can you help me? Hoàng Anh là number two. This is this umbrella which is very old broke last night. Rồi, this umbrella which is very old. Cái ô này cái mà đã rất là cũ rồi, gãy hồi hôm qua đúng không? Nó number three, Bảo An nào, number three. This book is very interesting. This book which I've now read. Which I've now read. Oh, is very interesting. Good. Number four. Tuấn Anh nào? Number four. Con được cô number four là my dad helped me to do my math homework. My dad, who is good at math. Gì nữa nhỉ? Has. Who is, helps me. Help me do my homework. Good. Now number five. Hoàng Anh now number five. Hoàng Anh, anh gì vậy? Yes, me. Number five. Maybe mom who works in a hospital is a nurse. Good. Mandy's mom who works in a hospital is a nurse. Đấy, vậy thì làm cái phần đại từ quan hệ này thì mình hôm nay mình đã học được chữ who và which, đúng không? Who thay thế cho người và which thay thế cho đồ vật. Thì lát nữa, tầm đêm tối về đi. Nếu như mà đợi đến ngày hôm sau mà con chưa thấy được là cái bài nó loát được nhá, bởi vì lần này cô sẽ gửi bài của ba hôm luôn nhá, bởi vì mấy hôm trước nó chưa đến.
Đấy, thì nếu như các con vẫn không thấy thì một là các con lên xem lại cái video học ngày hôm nay để mình ghi lại bài. Mà hai là con nhắn thẳng vào cái phần chat cho cô nhé. Bảo là em chưa thấy đấy, để cô gửi lại một lần nữa. Xem có được không? Ơi. Thầy bảo là thứ 6 học bù cho thứ 2. Yeah, I know. Bởi vì là thứ hai tuần này là cô có cái việc đột xuất nên là cô đổi cái lịch về thứ 6, thì mong là em thông cảm nhá. Đấy thì tại vì là dạo này hơi nhiều việc đột xuất đấy. Nên là mình sẽ đổi thành tối thứ 6 học, thì các em nhớ vào đúng giờ nhá. Nhá. Ok. Đấy, thì cô chỉ dặn là nếu các em nhớ xem thử cái nội dung mà cô gửi ở trong bài, ghi lại vào vở đầy đủ cho cô và làm cái bài tập mà cô gửi vào nhá. Nhưng mà nhớ là nếu như mà không thấy bài thì nhớ nhắc cô với, ok? Goodbye everyone, you can leave now. Goodbye. Goodbye everyone. Goodbye everyone.